Xin chào tất cả mọi người, Phước Sửu đang có mặt tại Gia Lai và một cái vị trí mà Phước Sửu đang có mặt và sẽ giới thiệu đến quý chị là một căn nhà vườn kèm theo một cái gọi là khu vườn rẫy cực kỳ rộng tại Chư Pưh, Gia Lai. Và hôm nay á, thì Phước Sửu cùng đi với chủ nhà, cùng với mọi người tham quan về biệt thự gỗ này nhé. Khuôn viên của căn nhà này rất là rộng và hiện tại chủ nhà đang rao bán. Thì Phước Sửu cùng với mọi người sẽ đi vào bên trong để tham quan về cái căn này ha. Thì cho em hỏi anh một tí xíu là cái căn nhà này thì hiện tại á, là tổng quy mô của căn nhà này rộng bao nhiêu vậy ạ? Căn nhà này có rộng trên dưới là 500 m2. Với khuôn viên của căn nhà là 500 m2. Và tổng khuôn viên gọi là vườn rẫy á, thì bao nhiêu ạ? 4 hectare. Bây giờ là Phước Sửu cùng với mọi người sẽ đi dạo sơ qua về cái không gian vườn trước nha. Trước tiên thì mình đi qua một cái nơi gọi là nghỉ dưỡng rất là cao cấp. Tại nơi đây thì có một cái nhà gỗ, rất là nhiều loại gỗ nên nơi đây là hình thành của căn nhà là gỗ gì ạ? Gỗ chủ yếu là gỗ cam xe. Gỗ cam xe. Trong nhà thì có lô cẩm lai. Rồi, ở đây thì gia chủ sắp hoàn thiện ở những cái hòn non bồ ở đây nè, rồi hồ cá coi, và đặc biệt là thiết kế cảnh quan rất là đẹp, đó là giống như không gian của một chùa một cột trên một cái hồ cá rất là đẹp. Rồi bây giờ thì cùng với chủ nhà mình sẽ vào bên trong để khám phá khuôn viên xung quanh của căn nhà. Em hỏi sơ qua một tí xíu là cái căn nhà này thì mình đã hình thành trong vòng bao lâu rồi ạ? Căn nhà này là xây dựng trong vòng 7 năm. Khuôn viên của căn nhà là hơn 500 m2, nhưng mà khi nãy nói là tổng quy mô là khoảng mấy hectare? 4 hectare. Và trên 4 hectare này thì mình trồng những loại cây ăn trái gì về ạ? Trong đó là gồm có chanh, cà phê, bơ, chủ yếu 3 cây đó. Và cái khuôn viên của cái mặt tiền của cái căn nhà đó là ngang bao nhiêu, dài bao nhiêu ạ? Mặt tiền của căn nhà là trước là chiều dài kéo hết đất là khoảng 150 m tới. 150 m tới. Và chiều sâu là khoảng chiều sâu khoảng vào 200 m. Một khuôn viên rất là đẹp, rất là vuông vức không? Nằm trên một cái cung đường khi nãy như mọi người đang thấy là rất là rộng rãi, xe hơi tránh nhau. Và với cái cung đường này mình di chuyển xa hơn thì nó sẽ về là biên giới. Và như mọi người nhìn thấy thì khá đẹp luôn. Ở đây giống là một cái nhà vườn và một nơi gọi là có thể hưởng thụ nghỉ ngơi sau những giờ làm việc. Ở đây thì chắc ăn là đây là một cái hồ cá, một cái tiểu cảnh hòn non bồ rất là đẹp luôn, có đài phun nước nè, có ở đây thì giống như chùa một cột, ăn uống nghỉ ngơi giải trí trên một cái hồ cá khá đẹp. Và bây giờ mình cùng với chủ nhà mình đi vào bên trong đi, mình xem cái căn nhà bên trong với gồm là một trệt một lầu và thiết kế theo một dạng như là nghỉ dưỡng để ở ha. Một cái sự bất ngờ mà Phước Sửu muốn mang đến cho quý chị là một cái không gian nhà gỗ với cái phong cách để xây dựng để nghỉ dưỡng thôi. Và mình hỏi sơ về chủ nhà một tí xíu để căn nhà này bao gồm bao nhiêu gian vậy anh ạ? Căn nhà này gồm 4 gian, trong đó gồm 20 cái cột. Cột thì chủ yếu là gỗ đỏ. Những cái cột gỗ đỏ này chiều cao khoảng bao nhiêu vậy anh? Cao cột chính là cao 5m3. Ngoài cái gỗ đỏ thì những cái gọi là hệ cửa này nè là bằng gỗ gì ạ? Hệ cửa này là gỗ chạm khắc, là gỗ đinh hương, còn khung là gỗ cam xe. Khung là gỗ cam xe rất là đẹp luôn ha. Những cái gỗ này thì càng để lâu nó sẽ càng có cái độ bóng rất là đẹp. Và như mọi người nhìn thấy cái không gian này là 4 gian này nè, khá đẹp luôn, rất là cao. Nơi đây mọi người có thể là làm khung gọi là nghỉ dưỡng, và đặc biệt ở đây cũng có thể là làm một nhà thờ tổ hay là như thế nào. Đặc biệt với cái không gian nhà như vậy nè, chủ nhà này cũng sẽ bán cái phần nhà này riêng luôn, còn phần vườn khoảng hơn 4 hectare thì có thể bán riêng. Nên quý anh chị nếu mà cần khuôn viên của nhà gỗ này cũng liên hệ ngay cho Phước Sửu để Phước Sửu là có thể đưa đến anh chị đi xem tầm mắt bình lục bình ha. Những cái lục bình này thì loại gỗ gì vậy anh ạ? Lục bình này là gỗ cam xe. Những gỗ khá lớn, những gọi là đây là những loại gỗ toàn là của Gia Lai, ở những núi rừng Gia Lai luôn. Vâng, gỗ đây là không có bị gọi là mối mòn hay là bị gì hết, vào ở đây là nguyên thủy. Vâng. Nguyên thủy, một cái khuôn viên nhà gỗ khá đẹp luôn. Và những cái gốc cây ha, gốc cây rất là lâu đời rồi. Cái này có thể tặng kèm. Đúng rồi, thì mọi người nhìn thấy trên mái nè thì toàn bộ đều lợp bằng gỗ hết, chạm khắc bằng gỗ. Và ở đây nó sẽ có cột và có những cây đà và theo cái phong cách cổ xưa. Và chúng ta coi dàn gỗ chạm khắc ngoài này. Đúng rồi, bây giờ là mình sẽ xem cái sự chạm khắc tinh tế của những cái cửa gỗ này nha. Nó không đơn thuần là một cái loại gỗ bình thường mà được chạm và được làm rất là tỉ mỉ luôn. Chắc là chỉ có Gia Lai có những cái ngôi nhà gỗ lớn như vậy, những sản phẩm limited này thì gần như là biến mất trên nhiều nơi, nhưng mà để giữ được những ngôi nhà gỗ như vậy là cũng rất là khó khăn, phải không? Bên này là khuôn viên của gia đình, nguyên không gian sống. Đây, như mọi người nhìn xuống thì đây là một cái khuôn viên bao gồm 500m² của khuôn viên gia đình. Trong 500m² này thì như mọi người nhìn thấy thì khá nhiều cây xanh, rất là nhiều tiểu cảnh, hệ thống đèn, có hồ, cá, rồi không gian từ trên cao nhìn xuống rất là bắt mắt. Và đặc biệt là nhìn ra mặt tiền đường lớn, hai xe tải tránh nhau. Và với vị trí này thì cách đường lớn lộ 14 khoảng bao xa vậy? Khoảng 4 cây số, chỉ 4 cây số thôi. Và còn đường trước mặt nhà là đường đi liên huyện đi qua biên giới, đường quốc phòng. Đường đây là 8m, đường đây là đường 8m và đường quốc phòng ha. Cái căn nhà này thì mình được xây trong vòng bao lâu rồi ạ? Xây 7 năm rồi. Cho mình hỏi tí xíu là ở nơi đây với cái khuôn viên này thì mình xây dựng ở đây là đất thổ cư hay đất trồng cây lâu năm ạ? Vâng, toàn bộ đất đây là đất thổ cư. Tất cả những cái dãy mặt tiền hơn 150m² là đất thổ cư hết, và 4 hecta rẫy này thì nó nằm dọc phía sau cái căn nhà này luôn. Khi mà quý anh chị là mua ở đây làm có thể làm homestay nè, làm nghỉ dưỡng nè, làm khu du lịch nè, rất là dễ luôn. Ở đây là cơ sở hạ tầng đầy đủ bãi bản rồi, và đặc biệt ở đây là một cái vị thế đất nó khá đẹp luôn ha. Cũng không có gọi là bằng lắm nhưng mà được cái dốc, nhưng mà dốc lại. Cho mình hỏi một tí xíu đó anh, thì trong cái khuôn viên đất này mình có một con suối hay là cái hồ gì đi qua mà để điều tiết nước, mà mình lấy nước để mình tưới cây hay không ạ? Ở dưới cuối đất này là có một con suối luôn, một cái hồ. Dạ, một cái hồ luôn. Dạ, vâng. Để cho mình có thể là lấy nước để có thể là dễ dàng tưới tiêu. Và đặc biệt ở đây thì khá gần đường quốc lộ, việc di chuyển rất dễ dàng. Khí hậu thời tiết của nơi đây ha, nơi đây Gia Lai nếu mà xét đến về khí hậu thời tiết đẹp nhất, mát nhất thì nói đến là Bảo Lộc, Đà Lạt. Thì Gia Lai, Kon Tum là một trong những nơi là khí hậu thời tiết cũng khá ưu đãi cho vùng miền. Đặc biệt là ở đây thì có khí hậu rất mát mẻ. Thường vào ban đêm thì gần như tất cả các gia chủ nhà ở đây là thường không có cần dùng máy lạnh, bởi vì thời tiết ở đây khá mát mẻ. Và đặc biệt ở đây là cái hệ thống cây xanh khá nhiều, nên là đem đến một cái môi trường rất là trong lành. Có nhiều cái thông tin căn nhà và mẫu rẫy ở nơi đây. Quý anh chị cần thêm nhiều thông tin hãy inbox cho Phước Sửu để Phước Sửu cung cấp đầy đủ những thông tin và cập nhật cho quý anh chị những cái pháp lý, sổ hồng, sổ đỏ để cho quý anh chị có thể xem và có thể là xem trực tiếp, có thể làm kháng giá với chủ nhà. Hiện tại thì gia chủ rất là thiện chí muốn bán, quý anh chị có thể tham khảo giá, tham khảo vị trí và đặc biệt là đàm phán giá trực tiếp với chủ nhà. Rồi, xin chào cả nhà và hẹn cả nhà ở nhiều video sau.